Chào các bạn, Hoàng dắt các bạn đi xem cây CLP470. À, đây, CLP470. Đây là Hoàng mới nhập về. Cái cây này là màu PE. Thì lâu lâu có màu PE, lâu lâu có màu R hay màu gì khác, các bạn thông cảm nha. Không phải lúc nào cũng có được cái màu bóng như vậy. Thì cái cây này mình coi có năm sản xuất năm 2014 nha. Ở dưới đây nó có ghi số 14 là mình biết 2014. Rồi, mình lướt qua này. Mình lướt qua cái body của nó coi. Hoàng rất thích cái cây đàn nào mà nó có cái chân đằng trước lắm nha. Hoàng rất là thích. Đó, rồi mình đi xung quanh cây đàn. Đó, nhìn đây. Rồi nắp đậy sao? Đậy lại cho các bạn xem. Đây, mở lên, nhấn nút nguồn và chơi thôi. Rồi thử luôn ha. Thì cái cây này thì tiếng đàn nó nằm nó hiện thị lên hết rồi, rất là dễ. Mình lấy tiếng nó ra rất là dễ. Phím của nó cũng là phím gỗ luôn nha. Các bạn xem bên hông của nó nè. Đó, nó bằng gỗ. Nó bằng gỗ. Rồi bây giờ mình chỉnh qua tiếng khác cũng rất là dễ, đó là tiếng piano 1, tiếng piano 2 này. Nó ấm hơn. Chỉnh lại nha. Sáng hơn. Ấm hơn không? 3. À nó khác nữa. Lại lại vậy ha, 4 là grand piano 4. Piano điện xem sao. Long lanh. Piano điện 2 nè. Rồi, lại vậy ha. Rồi, ở đây nó có cái nút variation. Tức là sao? Tiếng piano điện này khi là chưa có nhấn thì nó là một tiếng. Nhấn cái, nó ra tiếng số 2. À, khác nhau rồi. Vậy thì chẳng hạn mình đếm là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 tiếng đúng không? Ở dưới 7 nữa là 14. Tức là bây giờ 14 tiếng. Mà nhấn variation có phải là gấp đôi lên không? Đó, là gấp đôi số lượng tiếng lên. Rồi, chẳng hạn. Rồi mình thử cái tiếng khác coi. Tiếng nhà thờ này, tiếng này tiếng ọc ống nha. Đó, tiếng ọc ống. Còn tiếng này tiếng jazz piano. À, jazz organ. Rồi, vậy thôi, tiếng string. Tiếng string mình đánh hơi bị dở. Tiếng này là tiếng của giọng nói nè. Đó, tiếng của giọng người đó. Tiếng này là. Rồi mình đã làm cái này nhiều lần rồi. Tiếng guitar. Tiếng guitar thùng dễ thương nha, về cao quá.
này là tiếng bass. À, bass, E bass nè. Rồi bây giờ nè, mình chia ra ha. Đây là nốt split, mình chia ra làm đôi. Bây giờ à đây, mình chia lại, mình chia xuống đây đi. Rồi. Khi chia là mình sẽ làm được như vậy nhé. Rồi trong đây là mấy cái bộ xử lý như Brightland thì nó cũng không quan trọng đâu. Rồi cái nút transpose thì nó hiển thị ngay đây luôn, thì dễ quá rồi, song rồi các thứ nó hiển thị lên đây. Rồi tiếng piano lại nha, bỏ cái này đi. Rồi review sơ cây này cho các bạn nha. Cây này là cây CLP 470, tức là cái series của nó ra cái năm đó gồm có những cây gì, bạn đọc nha. 430 nè, CLP, các bạn nhớ là CLP thì trên cái IDP, là dòng này là dòng Clavinova. Clavinova trên cái dòng IDP nha, CLP là có 430, 440, 470 và cao nhất là 480, thì đến này là kế cao nhất rồi đó. Thì đương nhiên cái 480 phải hay hơn rồi, nhưng mà nó cũng số lượng nó ít thôi. Rồi, thấy cái nào đẹp thì mình mua cái đó mình xài. Rồi mời các bạn đến thăm showroom của Hoàng và lựa chọn cái đàn yêu thích cho mình nha. Cảm ơn các bạn.